Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Trà Vinh vừa tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tại chương trình, Bộ đội Biên phòng Trà Vinh đã trao tặng 44 phần quà, mỗi phần quà trị giá 850.000 đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải và 5 phần quà cho con cán bộ có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại đồn biên phòng Long Vĩnh, huyện Duyên Hải. Với tổng kinh phí quà tặng gần 38 triệu đồng do cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Long Vĩnh vận động mạnh thường quân hỗ trợ. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Trà Vinh đã trao biểu tượng trưng 15 triệu đồng hỗ trợ xã Long Vĩnh xây dựng tuyến đường qua liên ấp để tạo thêm sinh khí vui đón Tết Quý Mão 2023. Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới thể hiện nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Trà Vinh dành cho nhân dân nghèo của địa phương, giúp nhân dân có một cái Tết no đủ hơn. Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới, Bộ đội Biên phòng Trà Vinh còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như thăm tặng quà gia đình chính sách, người có uy tín, gia đình khó khăn trên địa bàn các đơn vị đóng quân, thực hiện chương trình nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, chung sức đồng lòng cùng cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh.